Chào quý vị và các bạn. Hôm nay quý vị và các bạn có khỏe không? Tôi có một đứa con, năm nay bé mới có 6 tuổi. Bé chắc mai mốt cũng theo nghề mẹ. Bé kể với tôi nghe rằng là: mẹ biết không, các bạn của con không hiểu xã hội là gì. Thì tôi mới hỏi: vậy chứ theo con xã hội là gì? Dễ lắm mẹ, xã hội là nơi ở đó mà mình có thể tự lập. Tôi không biết định nghĩa ý kiến xã hội là nơi ở đó mình có thể tự lập. Thực ra thì sau khi nghe bé nói rằng là xã hội là nơi mình có thể tự lập thì tôi cũng cảm thấy cũng có phần đúng. Thôi thì mẹ nói, con nói thì mẹ khen vậy. Tùy quý vị và các bạn để mà giải lao cái kiến thức vốn rất là khô khan và rất là mệt mỏi. Tôi kể cho quý vị và các bạn nghe cái câu chuyện của cô con gái 6 tuổi của tôi. Thỉnh thoảng các bạn sẽ thấy bé ở đâu đó gần ở sát kề bên tôi. Các bạn ạ, lý do tại sao tôi đưa cái câu chuyện đó đến cái câu chuyện ngày hôm nay. Có một vị khách hàng điện thoại trong một cái tâm trạng rất là hớt hơ hớt hoải. Cô luật sư ơi, có bị thi hành án không? Có bị bắt ở tù hay không? Hỏi một do ra thì câu chuyện nó như thế này bạn ạ. Nguyên đơn khởi kiện ông đến tòa án. Và ví dụ như là trong cái giấy triệu tập á, cái giấy mời á, ví dụ như hôm nay đi, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 4 thì tòa mời vào 8 giờ ngày 5 tháng 4. Thì tới buổi chiều ngày 5 tháng 4 ông mới nhận được. Và ông hớt hơ hớt hải, ông điện cho tôi, ông bảo rằng: luật sư ơi, có bị bắt bỏ tù không? Các bạn ạ, thì hôm nay tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn hai cái ví dụ. Một cái ví dụ thực tiễn từ cái vị khách hàng sáng nay, một cái ví dụ khác cũng từ khách hàng của tôi. Và sau đó là đưa về cái nội dung chính của việc tranh chấp dân sự. Các bạn ha. Trở lại cái câu chuyện thứ nhất của ông, rằng là ông bảo rằng là ông bị anh chị em ruột khởi kiện thừa kế tranh chấp quyền sử dụng đất. Thì ở hòa giải ở cấp cơ sở thì ông không đồng ý chia thừa kế, và nguyên đơn các anh chị em ruột đã khởi kiện đến tòa. Thì trong cái quá trình khởi kiện đến tòa thì ông không biết, cho nên khi mà nhận được cái giấy triệu tập của tòa án thì thay vì triệu tập vào ngày trước thì ông đến tòa, tuy nhiên là ông lại triệu tập, ông nhận sau cái ngày mà giấy triệu tập, cho nên nó bỏ qua cái giai đoạn ông đến tòa và ông thực sự là lo lắng. Thì tôi mới giải thích cho ông, khi chúng ta đi khởi kiện đến tòa, những cái nguyên đơn á, họ khởi kiện đến tòa thì tòa sẽ ghi nhận cái địa chỉ của bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, và họ sẽ theo tòa án, sẽ theo cái địa chỉ mà do nguyên đơn cung cấp gửi. Thứ nhất gửi bằng đường bưu điện. Còn vì lý do gì đó mà chậm, trễ hay như thế nào đó thì mình có thể các bạn ạ, có thể đến với tòa. Ví dụ như hồi sáng này tôi có hướng dẫn ông, thôi thì bây giờ ông nhận trễ hơn, đúng ra là mời buổi sáng mà buổi chiều ông mới nhận được, thì ông sẽ đến tòa, ông theo cái giấy triệu tập, cái giấy mời đó, và đến tòa: tòa ơi, trình bày đúng vào bản chất. Tòa ơi, hồi chiều này tôi mới nhận được cái nội dung là tòa mời, tuy nhiên rằng là bây giờ tòa cho tôi một cái lịch mời khác. Không có gì phải lo lắng hết ông ạ. Rất là thoải mái. Đây là một cái vụ kiện dân sự mà vì tôi không biết cho nên tôi đến chậm hơn các bạn ạ. Thêm một cái ví dụ nữa nha quý vị và các bạn. Tôi có một cái vụ kiện, cũng là vụ kiện chia thừa kế, thì tôi nhận trong cái vai trò là nguyên đơn và kiện một anh chị em còn lại. Thì những người không bị kiện được xem là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Thì khi mà nhận được cái vụ kiện giấy mời như vậy thì tôi có thông báo cho
nguyên đơn á, là do tôi là người đại diện ủy quyền, luật sư đi đại diện ủy quyền. Thì tôi bảo rồi, hôm nay thì tôi có công việc, nhưng mà tôi có thông báo với tòa rằng hôm nay tôi không đến tòa, cứ để bị đơn họ lên đi. Trời ơi quý vị và các bạn biết không, khổ ơi là khổ. Tôi đi vậy chứ điện thoại tôi không yên. Ba bốn anh chị em người có quyền và nghĩa vụ liên quan, điện thoại: chị Thu ơi, hết người này tới điện thoại tới người kia. À, có xử không, có thi hành án không, có bắt không, có giam không, đủ thứ mọi chuyện hết. À, chị Thu ơi, 12 giờ rưỡi còn ở. Sau khi mà đến tòa thì tôi mới hỏi cái bên tòa rằng là họ trả lời như thế nào. Thì bên tòa có nói rằng là họ trả lời lũng củng lắm chị Thu ơi. Thì tôi bảo rằng nếu chưa trong trường hợp lũng củng thì tôi sẽ làm một cái bản tự khai lại cho họ. Thì họ cứ réo rắt như vậy. À, và sau đó thì 12 giờ rưỡi họ vẫn còn đến ở văn phòng và họ nói một cái câu rất là trịnh thượng. Họ bảo rằng là tôi đang ở văn phòng, tôi chờ chị tới chừng nào mà chị đến thì thôi. À, thực sự thì cũng bực các bạn ạ. 12 giờ rưỡi rồi mà công việc tôi không có ôm cái hồ sơ của họ. Tôi chỉ ôm hồ sơ những cái nguyên đơn của họ, rất là bực. À, tuy nhiên thì tôi cũng có nói rằng là thôi được rồi. À, chiều đúng 2 giờ tôi sẽ tiếp quý vị. Quý vị cứ về đi. À, các bạn thấy không? À, thực sự nếu không đưa những cái thông tin này đến cho quý vị và các bạn thì chắc quý vị và các bạn, những người lần đầu vô phúc đó được tụng đình, sẽ rất là lo lắng. Lo lắm chứ, không biết tòa khởi kiện, không biết tòa có bắt, có giam, có thi hành án, có trảm, có xử mình hay không các bạn ha. Thì thông qua cái video này tôi muốn tặng cho quý vị và các bạn, các anh chị em lần đầu tiên nhận được giấy triệu tập của tòa, có thể là nguyên đơn, có thể là bị đơn, thì chúng ta hãy bình tĩnh. Thứ nhất, nếu chúng ta cảm thấy lo lắng thì chúng ta có thể search lên mạng tìm được những cái thông tin liên quan. Nếu chúng ta cần hỏi thì chúng ta cũng có thể đến một cái văn phòng luật sư để giảm bớt cái sự lo lắng khi chúng ta đến tòa. Hoặc thông qua cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì chúng ta biết rồi, tò mò mình lên trển mình coi coi như thế nào. Chắc chắn tôi sẽ làm thêm một cái video nữa để quý vị và các bạn hiểu thêm những cái quy định của pháp luật, và đây là những quy định của luật bạn nhé. Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự các bạn, thì điều 170 nghĩa vụ cấp tống đạt thông báo văn bản tố tụng, nói chung là những cái giấy mời, giấy triệu tập các bạn ha, từ thuật ngữ và từ Hán Việt cho nên hơi khó, các bạn chỉ biết đó là cái giấy mời, giấy triệu tập là được rồi. Tòa án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án thực hiện việc cấp tống đạt thông báo văn bản tố tụng cho đương sự, những người tham gia tố tụng khác và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của luật này và pháp luật có liên quan các bạn nha. Điều 170 nghĩa vụ cấp tống đạt thông báo văn bản tố tụng, vậy thì nó sẽ liên quan tới việc là của cơ quan tòa án, viện kiểm sát và thi hành án, còn liên quan tới chúng ta thì như thế nào? Thủ tục cấp tống đạt thông báo văn bản tố tụng, người thực hiện việc cấp thông báo văn bản tố tụng phải trực tiếp chuyển giao cho người được cấp tống đạt thông báo văn bản có liên quan. Người được cấp tống đạt thông báo phải ký nhận vào biên bản hoặc sổ giao nhận văn bản tố tụng. Thời điểm để tính thời hạn tố tụng là ngày họ được cấp tống đạt thông báo văn bản tố tụng. Việc cấp tống đạt văn bản thông báo tố tụng thông qua dịch vụ bưu chính phải bằng thư bảo đảm và có xác nhận của người nhận văn bản tố tụng. Văn bản có xác nhận phải được chuyển giao cho tòa án. Thời điểm để tính thời hạn tố tụng là ngày họ xác nhận đã nhận được văn bản tố tụng do tổ chức dịch vụ bưu chính chuyển đến. Thôi thì bây giờ chúng ta tạm thời quên hết luật đi, chúng ta chỉ biết như thế này. Khi chúng ta nhận được một cái văn bản của tòa án trong vụ tranh chấp dân sự thì chúng ta ký đơn và tòa sẽ đem cái chữ ký đó đem đi về tòa và được xem là tống đạt hợp lệ một lần. Như vậy đơn giản thôi, chúng ta không cần phải hiểu nhiều đến cái chuyện là thủ tục cấp
tống đạt thông báo văn bản tố tụng làm gì. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành với chương trình Dân ta phải biết luật ta. Một số câu hỏi rất đơn giản tôi sẽ không trả lời nữa, và tôi sẽ trả lời trên những cái tinh thần pháp luật để chúng ta nhân rộng cái mô hình của bộ luật tố tụng dân sự riêng. Tôi cũng xin thông báo cho quý vị và các bạn rằng những cái kiến thức của Dân ta phải biết luật ta là những cái kiến thức do cá nhân luật sư Thu Đoàn gửi đến quý vị và các bạn. Có thể trong một cái chiều hạn kiến thức hạn hẹp tôi đưa cho quý vị và các bạn, đây không phải là kiến thức hàng năm mà đây là kiến thức thực tiễn mà luật sư có được trong quá trình hành nghề. Hy vọng các bạn, những người dân, những người có trình độ kiến thức sẽ có thể comment để lại để nâng lên những cái kiến thức pháp luật của chương trình Dân ta phải biết luật ta. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị ân nhân, tất cả những anh chị em đã gọi điện thoại để luật sư có những cái câu hỏi rất là chất giống như ngày hôm nay, để đưa những cái kiến thức pháp luật nhân rộng mô hình lên cấp số nhân. Các bạn ạ, cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành.